Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không gắn ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. M7MD. Dàn này full chức năng gồm có CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn hỗ trợ ngồi ao X hai đầu AV ra sắc 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính và có ngõ optical in dùng giải mã DC24 bit trực tiếp trên âm ly không cần để mồi. Mình dùng chức năng này để cải thiện chất lượng âm thanh trên Max TV nhà mình, dùng làm một cái đầu giải mã DC với giá thành cực kỳ hợp túi tiền, chất lượng âm thanh hay nha. Âm ly và lo đánh bi quai hai cầu 4 đường tiếng trắng xanh đỏ đen cho chất lượng âm thanh đều các dãy. Công suất âm ly là 50W, công suất lo 70W trên cặp lo. Đây là góc cạnh mặt sau của lo. Cần xem hình ảnh chi tiết thì vui lòng vào Zalo giúp em. FM của dàn tần số là 90, cắm anten vào đây để nghe radio AFM. Trên này nó có ngõ phone, ngõ line và đặc biệt có ngõ USB sao cả. Đây là chức năng rất là tuyệt vời để mình nghe nhạc lót nét trên máy vi tính. Kích thước của bộ dàn này như sau: chiều cao của lo là 24 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 30 m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng được cắm dàn 220. Nếu các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện cho mình. Sau khi thợ chuyển điện xong, chỉ việc cắm vào điện 220 là xài ok. Và bên em có bán đĩa MD, bán đĩa CD, nhận tiếp nhạc theo cầu, vui lòng gửi tên bài hát vào Zalo, nhân viên sẽ chép theo đúng ý thích của mình. Bên em có bán cái remote học, tức là cái hiển học, mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn và có nhận gắn thêm Bluetooth vào trong âm ly. Sau khi thợ em gắn Bluetooth xong, mình chỉ cần bật những thiết bị nào có sóng Bluetooth trên điện thoại, laptop, máy tính là có thể phát được những bài hát yêu thích mà không cần dây nhờ rụm ra. Đương nhiên Bluetooth gắn trong nó sẽ chất lượng, bắt sóng xa hơn, chuẩn hơn so với Bluetooth gắn ngoài. Bát của lo là 10 cm, trên giấy chép nó to gần bằng cái bát luôn nên bộ này chép rất là vang nha. Bộ dàn tương đối phù hợp túi tiền, có optical giải mã mà full chức năng quá ok. Bây giờ mình sẽ nghe một đoạn nhạc qua chức năng optical giải mã. Ở đây nó có USB nè, sao cạc nè, rồi ao ít cái nó điện thoại nè, rồi optical giải mã. Rồi bây giờ mình cùng nghe nhạc.
đứng trông theo hoàng hôn nâng niu bước đôi chân người em đi. Em nhớ thương nhiều lòng sao xuyến thêm nhiều hiu hắt sương mờ xuống tình yêu. Rồi em đi nhặt hoa băng xê em trong thơ thầm trao cho nỗi